đẹp quá. Đào, đào quất. Em xin kính chào quý vị và bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn không khí Tết tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại em đang ở trên phố Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội. Hôm nay sẽ gửi quý vị và các bạn không khí Tết ở đây. Chợ Hoa Xuân, phố Cổ Linh thì ở đoạn dưới kia cơ. Nhưng mà mấy ngày giáp Tết, khoảng 2 đến 3 ngày nữa là Tết thì họ đã bày bán thêm ở đoạn trên này nữa. Đây là những cành đào nho nhỏ này. Em thử đi qua hỏi xem giá một cành nho nhỏ bao nhiêu tiền bạn nhé. Anh cành tay trái anh bao tiền đấy? Cành này. Vâng, em hỏi thôi để em ứng chuyện cành kia. Cành này 101. Đang rất là nhiều nụ. Đây một cái cây đào các bạn. Vâng. Anh sáng giờ bán được mấy cây rồi? À, tức là từ sáng giờ vẫn bán một cây này ra. Vâng, em cảm ơn anh. Dạ, dạ thôi anh. Từ sáng giờ anh vẫn chưa bán được cây nào các bạn. Cành bao tiền đấy anh trai? Cành nhầy á. Vâng. Cành nhầy thôi chung anh em lấy 2 lít. 2 lít à? Vâng, em cảm ơn anh. Chắc cành này 2 lít đúng không? Thì đấy, lấy vâng. Cành nhà được. Cành chị gái kia đang được bao tiền chưa? Cành kia nó không có bó. Cành này bé nó có bó. Xem đưa bao nhiêu. Chảy bao tiền kia. Nào. Vâng, em cảm ơn anh. Đây có mấy cành đào huyền đấy các bạn này. Thế cành đào huyền này bao tiền đấy chị? Gì? Vâng. Cành này luôn này. Cành này gì? Vâng. 700 à? Vẫn ở đấy anh. Vâng, em cảm ơn chị. Bên sau còn cành nhỏ nữa. Thằng Dương nó vẫn giữ tao mà. Đây còn mấy cành đào nho nhỏ đây các bạn này. Cành có tiền đấy cô? 220 à? Cành này nhiều nụ ấy chứ. Quá nhiều. Vâng. 220 chứ. Cành này cũng được. Vâng, em cảm ơn. Chị mua cành này lúc đấy là 100 mấy? Hả? Cành này lúc chị mua là 100 mấy? Cành này là 120. Thế mà ông bảo em cái cành bé bé cái 200. À, cái ông ấy lại khác. À, ông khác? Ở trên này khác. Ông ấy còn có mỗi một cành ông bán nốt cho. À, chứ thả là chị 200 cành bé tí thì em thôi. Vâng, ghé cớ chị nhá. Đây có bán sầu riêng, bán hết rồi. Hết sầu riêng các bạn. Đây chúng ta rẽ sang bên trái, sang đi một đoạn dưới kia sẽ là chợ Hoa Xuân, Cổ Linh, Long Biên các bạn nhé. Thì ở đây là họ đã bán ở trên này thêm mấy cửa hàng rồi. Nên em đi từ đây cho các bạn xem luôn không khí Tết. Thì hôm nay vào khoảng 27-28 Tết rồi. Còn 2-3 hôm nữa là Tết thôi. Đây chị kia mua cành kia với chị bảo hơn 100 đấy các bạn. Còn cái cành lúc em hỏi cành kia gần 200 nhưng mà nó lại đẹp. Các bạn có nhiều nụ đẹp, nó xinh xinh ấy. Đây có những cái trùng quất mini này. Trùng quất to nữa các bạn. Đấy, ở đây có mấy cái trùng quất to. Cũng khá đông khách xem ấy. Nhưng mà em lên trên này lên chợ luôn. Cho đông vui các bạn. Dưới này đông vui lắm, ra mạo thế. Mọi người xung quanh đây ra cái chỗ chợ phố Cổ Linh này mua.
Đây cây đào này, cây đào nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đấy, mấy cây này em nghĩ chắc rẻ mấy trăm. Mấy cây nhỏ nhỏ này. Đây cây này xem nở bung hết chưa thì nó cũng nở khá nhiều ấy, nhưng mà vẫn còn nụ các bạn. Cây bên cạnh thì nó nở nhiều thôi. Đây như cây này thì nở khá nhiều rồi. Mấy cây nở rực rỡ luôn rồi, đẹp luôn. Đây cây, cái cây nhỏ nhỏ này. Em chị, cây này bao tiền đấy? Cái này. Cái này này. Cái này à? Vâng. Cái này 550 anh ạ. 550. Cái này vừa vừa xinh xinh. Đây cái nhỏ nhỏ này 450. Cây bên này 450. Vâng. Nhưng cây này đẹp. Bao nhiêu em là hoa với cả con nguyên này, hoa mới nở được vài bông. Vâng, đẹp. Như em là giữ được như thế anh ạ. Còn một số vườn là bên kia là nó đã lở rồi đúng không? Vâng, à, có một còn một số vườn là em lại nó lở. Vâng. Em cảm ơn anh nha. Vâng. Em cảm ơn anh nha. Vâng, vâng. Cây này đẹp quá. Dạ. Cây này đẹp. Đây, anh cũng vừa chia sẻ là vườn anh nghĩ là cái cây vừa xong đang giữ được rất nhiều nụ. Còn một số cây ở vườn khác thì cũng đã ra hoa nhiều rồi. Đây có mấy cây gốc rất to này. Ở chỗ này là trường trung học cơ sở Long Biên này các bạn. Em nhìn không rõ. Đây là trường trung học cơ sở Long Biên gì đó. Ở đây họ bán quất luôn này. Đấy. Trung to trung nhỏ ở đây hết rồi. Có một chị khách ở kia hay sao? À kia làm cả hoa ly là hoa này là gì? Em ơi, xoa hoa tulip à? Hoa tulip à? Bao tiền chậu này? Đây này. Bao nhiêu? 35.000 một bông thì 245 là 25.000 một bông. Nhưng mà 125.000 à? À. Đẹp quá nhỉ. Anh cảm ơn nha. Quất này. 25.000 một bông hoa. Mai vàng ơi các bạn này. Đây cây mai vàng. Đây một xe đào vừa mới cắt xong các bạn. Nó là nhiều ấy. Cây này nở nhiều quá nhỉ. Cây này nhiều nụ. Cành này 500 chị. Cành này có 300 rồi hả? Cành này 300 hay mấy? Kia cũng 300. Không có cành nào nó nụ nụ tí nhỉ. Trăm nghìn canh đang để dưới đất kìa. Các anh chị đang cầm lúc đấy là 300 rồi các bạn. Ở đây chị bán cái gì đây? Ngô. Ngô nướng, khoai nướng. Nghe chợ hoa ở ngay chỗ kia các bạn kìa. Đấy, lung linh ánh đèn đấy. Đẹp lắm.
Mỗi tội là mấy cái chỗ mà lung linh ánh đèn đấy là bán hoa ly các bạn. Mấy chậu mắc thôi rồi luôn bạn. Tuy nhiên đấy đối với em là mắc thôi. Còn nếu mà ai mà chơi bình thường thích thì nó lại là rẻ. Là quan điểm mỗi người. Căn bản hoa ly, những cái cây hoa ly đẹp ấy, chậu hay là kiểu một cái gì rất to người ta sẽ cắm vào ấy. Nhiều khi người ta có cả tiền công chế tác nữa. Có những cái cắm trên những cái lũa liếc các thứ rất là đẹp luôn. Xịn. Đây là Lan Hồ Điệp Đà Lạt Địa Lan này các bạn. Bên kia có cái nhà mai vàng đẹp luôn. Đào huyền, cây quất, chùm quất to. Ở chợ hoa phố Cổ Linh này sẽ có rất nhiều cửa hàng bán quất tứ liên các bạn. Đây, mai vàng. Trên này có một cái cửa hàng đông khách, quất ở trên này rẻ các bạn. Cửa hàng kia khách tụ tập rất đông. Hôm trước em mua cây đây rẻ. Cái cây mà chị vừa buộc khoảng độ tầm 200 được các bạn. Họ vẫn tiếp tục chuyển lan xuống kìa. Đào quất đẹp. Kìa, hoa lan sẽ đựng trong những cái thùng như kia. Chỗ này đoạn gần ngã ba ngã tư khá đông đúc rồi. Đây có quả vườn mai vàng này rực rỡ cả một cái góc phố luôn, rực sáng luôn đấy, vàng hoe luôn. Đây, tuyệt vời luôn các bạn ạ. Quý các bạn nhìn lung linh không? Ôi, cây đẹp. Những cây nở hoa bông rực rỡ rồi. Gần Tết họ bán đào cảnh rất nhiều các bạn. Mết giá cả thế nào. Cành 3 tiền đấy chị. 250 đấy ạ. 250 ạ. Mấy cành này cũng mới mới tươi tươi. Quá đẹp luôn.
Cành thì 250. Nhiều này chị về sao được, cứ phải từ từ chứ. Chị phải bán một hai hôm chứ. Cái cây đào đẹp này. Vâng anh. Cây đào khoe sắc. Đây có cây nét chi mai rừng các bạn. Đây nét chi mai đào rừng 63. Mấy chú này là bán này, chở đào này đi bán đấy các bạn. Nhìn cây đào đẹp quá. Anh chung này là 2 triệu mấy à? Đấy. Ba. 3 triệu. Mấy cây đào to quá. Cây bao tiền anh? Cái này à? Vâng. Cái này 1.8 triệu. 1.8 triệu. Đấy giá xỉ đây đúng không? À. Đấy giá xỉ đấy đúng không? Ừ. Vâng. Nhiều nụ quá. Em cảm ơn anh nha. Cây to đẹp thật luôn này. 1.8 triệu. Hoa đào nở rực rỡ khoe sắc thắm ở trên phố Cổ Linh Long Biên Hà Nội đấy các bạn. Wow, đẹp. Đẹp quá. Cảnh này sôi động quá này. Quật đào đầy đường.
đang có xe cỏ. Vừa có một chốt cây rồi các bạn. Một cây đẹp, cây quý đắt tiền là phải dùng đến xe cẩu. Đơn giản bởi lẽ nó nặng thôi các bạn. Chậu với cây rất là nặng. Mai vàng đẹp tuyệt vời. Họ vẫn tiếp tục nhập lan nữa các bạn. Từ lấy mấy cửa hàng em thấy là xe cộ cộ nhập liên tục. Hoa Tết vườn là đây những cành đào rừng các bạn. Vườn quất này rất đẹp nha các bạn. Chỗ này thì họ bán những cây hoa. Vườn đào Thượng Uyển này hoa cũng là rực rỡ ấy. Như đẹp như 30 Tết luôn. Đây những cây quả dưa hấu tài lộc. Hoa rất đẹp luôn. Mai đào quất